núi cấm của chúng ta đường lên vồ Bồ Hông như cái lễ hội xe và người chặt nứt. Còn bao lâu nữa thì tới điện Bồ Hông? Chút xíu nữa tới điện Bồ Hông. Dạ. Nhưng mà đông quá. Vâng, thì Hữu Thiện cũng xin giới thiệu cái nghề chạy xe thồ ở đây. Đây là cái nghề và anh chị em kiếm tiền ở đây rất là dễ. Mình thấy những anh chị là mặc áo xanh để đăng ký và họ được phát cái áo chạy xe ôm như thế này. Rồi họ làm rồi thì họ đóng thuế lại thôi. Mình lên đây mình thấy là cái đội xe thồ rất là đông luôn. Tại vì là mình vừa tới chân núi á, thì đội kiểm soát bảo vệ đã chặn xe mình lại, bắt mình gửi xe tại chân núi. Mình không có được chạy xe lên. Thứ nhất là vì lý do là đường trên đây như thế này là rất là nguy hiểm, mình không thể nào mà mình chạy được. Đó là họ giữ an toàn cho mình. Và thứ hai thì họ giữ cho cái đội xe thồ ở đây để kiếm thêm thu nhập. Đi vòng vòng quanh núi, đi từ điện này qua điện kia. Đây là anh em lái xe thồ nè, rất là đông luôn, rất là nhộn nhịp, rất là đông luôn trong cái tháng giêng này. Từ đây mình lên điện Bồ Hông chừng 200m nữa, qua điện Quỳnh Long thì mình đi xuống, có hai lối đi này. Và Hữu Thiện sẽ đưa cả nhà mình đi lên lấy lại điện Bồ Hông, tức là điện lớn nhất ở tại núi Cấm. Từ đây mình có thể là nhìn bao quát xuống An Giang. Phải nói công nhận một điều là anh chị em xe thồ ở đây là lái xe rất là vững luôn. Đây, họ mặc đồ đồng phục. Đường núi dốc như thế này. Cả nhà nhìn con dốc này, con dốc cao, nhìn xuống đây như một vực thẳm luôn, cao đi chuối luôn. Này đi mình đổ người xuống luôn. Mà mấy cái xe ở đây trời chạy kiểu này thôi, biết thì khi mà xe hư rồi thì cũng tốn tiền với nó luôn. Thứ nhất là sên nhông dĩa, thứ hai là máy móc, xe nào chạy cũng kéo hết ga nó mới lên nổi. Mỗi lần hư thì cũng phải tốn một ít tiền, một mớ tiền để mà sửa cái xe. Chạy xe có tiền. Có tiền. Có tiền, rất là có tiền. Nhưng mà có tiền cái trong thời gian có tiền đó mình tưởng đâu không có cái gì ở phía sau. Dạ. Cái giấc lắc này anh em ngồi lại gánh thì quýnh bài rồi cái kia nọ, nhậu nhẹt rồi chơi bờ. Tiền hết tới tiền. Tới mà sau này chiếc xe trục chặt hư, không dạ. Có tiền sửa. Dạ. Chắc thì làm có tiền mà tới chừng gặp sự cố thì không có tiền. À. Dạ. Như bình quân một ngày ở đây người ta chạy kiếm 1 triệu không ai? Ờ. Hơn luôn. Dạ. Chạy chút xíu cái 30-40 ngàn, 50-60 ngàn, có khi bao quá. Dạ. Bao 600-700 ngàn. 600-700 ngàn. Bao nguyên ngày á. Dạ. Bao nguyên là chạy. Dạ. Bao nhiêu bao họ chở mà nguyên ngày đi vòng vòng núi đây luôn. Có khi cả triệu bạc nữa. Dạ, cái khi bao giờ chịu. Rồi, có khi người thì người ta chạy được ban đêm nữa đó. Dạ, chạy được ban đêm luôn. Như là anh em thu nhập đây hơn cả triệu rồi. À, có khi cũng cả triệu bạc, có khi cũng vài 300. Dạ. Mấy cái vụ mà không có cái lượt bao của người ta đó. Dạ. Thì trong ngày cũng được 500-600 ngàn. Dạ. 600-700 ngàn. Dạ. Theo.
200-300 ngàn cũng có nữa, bao người ta bao gần bao xa. Dạ. Mà đa số là người dân ở đây người ta chạy nghề xe ôm hay là người ở tỉnh khác ông hai? Cũng như ở huyện khác, tỉnh thì kể như là cái tỉnh khác ít lại đây hành nghiệp đoàn của xe ôm lắm. Dạ. Là người ta không có vô đây được, vô nghiệp đoàn ở đây xe đò đi được. Mình ở đây thì mình đăng ký. Đăng ký. Hoặc là ở chỗ khác thì lên tới đây cũng phải đăng ký. Dạ. Đăng ký vô nghiệp đoàn. Nghiệp đoàn chạy. Nhưng mà ở đây làm trong đất đổi thì cũng được, nhưng mà cái cuộc sống dư giả thì không có đâu. Dạ. Đó, như ông hai nói thì lúc có khách thì chạy trong tháng giêng này thôi. Rảnh rỗi thì anh em ngồi quýnh bài, ngồi uống rượu, rồi tới chừng gặp sự cố xe hư không có tiền mà sửa. Đúng. Đó, như xe mấy con đường vậy nè, xe phải kéo hết ga luôn, một chiếc xe mà nó kéo thôi la làng luôn. Xe lên xuống dốc như thế này thì xe nó mau xuống đó. Như ông hai nói, thứ nhất là sên nhông dĩa nè, nó mòn, và thứ hai là máy nữa. Mà ở đây chắc chạy xe mà dạng Exciter thôi, chứ mấy cái xe khác họ ít có chuộng ở đây. Mà con cái là cái kia thì mạnh hơn, nó mạnh, nó tống ba, nó an toàn, cái mạnh hơn. Dạ. Còn mà mấy chiếc kia hồi trước kia không có hẹt thì tất nhiên cũng chạy, dùng xe kia chạy. Dạ. Nhưng mà thay nhông sên dĩa. Dạ. Nhông sên dĩa đổi dĩa bự đó. Dạ. Cho nên là đó cũng là cái lý do mà xe khách rồi đi tới chân núi thì họ không có cho mình lên, tại vì nguy hiểm quá, mình chạy không quen được, thật sự là rất nguy hiểm. Cái đó cũng là lý do chính đáng, hay không hay? Như con ở tỉnh khác lại chạy đường xá như thế này thật sự mình không có quen đâu. Dạ. Không rành. Có những cái đường nó rất hẹp. Dạ. Nhưng mà ta lái hai chiếc xe sắp chạm với nhau, sắp chạm nhau luôn, tự nhiên lại từ đó ta nhích nhẹ rồi, nhích nhẹ xong. Dạ. Người ta quen thuộc cái con đường này rồi. Dạ. Mình trở lại cốc ông hai nữa. Cái đường vô cốc này, vô cốc. Mình đi xuống dưới. Dạ, mình xuống dưới luôn. Rồi quý vị mình đi đi ha. Dạ. Đó, đây là cái đường vô cốc ông hai mài. Thì ở phía bên trái là có một cái quán nước như này, để nhiều khi là mình tới đây mình biết đường mình đi vào. Đi một vòng, mình làm một vòng, sáng giờ thì Hữu Thiện đi một vòng núi luôn. Đi vòng 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 đây.